năng động, hiện đại, cá tính và phong cách, đó là những gì mà nhảy hiện đại mang đến cho người trẻ. Yêu thích và đam mê nhảy hiện đại, Mỹ Tâm đã quyết tâm theo đuổi và chinh phục bộ môn này. Không chỉ thỏa đam mê của bản thân, dancer này còn truyền cảm hứng đến nhiều bạn trẻ khác. Hãy cùng gặp gỡ cô gái nhiều năng lượng này trong một bạn trẻ hôm nay. Những bước nhảy sôi động, uyển chuyển, điêu luyện và tràn đầy năng lượng của dancer Mỹ Tâm luôn cuồng hút và để lại nhiều ấn tượng với những ai yêu mến bộ môn nhảy hiện đại. Bộ môn nhảy này thực sự đem lại cho mình rất là nhiều cảm xúc. Sau một khoảng thời gian mình tham gia rất là nhiều chương trình và sự kiện thì mình nhận thức được cái bộ môn này nó sâu sắc hơn và mình muốn đi sâu hơn. Với cô gái này, nhảy hiện đại là một điều không thể thiếu trong cuộc sống. Bởi ngoài đam mê, đây còn là bộ môn thể thao giúp rèn luyện cơ thể. Để có những bước nhảy chuyên nghiệp và đúng kỹ thuật, đòi hỏi ở người tập rất nhiều tổ chức cũng như sự kiên trì tập luyện. Nhảy này là sự kết hợp giữa thể thao và âm nhạc. Nó cần sự luyện tập hàng ngày để trau chuốt những động tác và cảm thụ được âm nhạc được tốt hơn. Với những bài có những động tác và tổ hợp khó, cần sự linh hoạt cao. Sau những buổi tập thì mình thường bị chấn thương hoặc là đau mỏi khắp người. Những lúc mình cảm thấy căng thẳng thì mình sẽ dừng lại và nghỉ ngơi tầm 10 đến 15 phút để đầu óc mình được thư giãn. Với những cố gắng, nỗ lực và sự nghiêm túc với nghề, Mỹ Tâm là một trong những gương mặt trẻ đạt được nhiều thành công với bộ môn nhảy hiện đại. Cô gái trẻ đã thể hiện cá tính cũng như nhiều nét sáng tạo riêng biệt qua từng bước nhảy của mình. Ngoài cái tổ chức cảm thụ rất là tốt về cái nhảy, thì Tâm rất là cố gắng kiên trì và đặc biệt là biết lắng nghe và cố gắng liên tục miệt mài để rèn luyện. Sau một buổi dạy mình, bản thân là quản lý cũng là người thầy của Tâm thì luôn feedback để hỗ trợ giúp cho Tâm cố gắng và tốt hơn nữa. Mình đã được thầy chỉ dạy rất là tận tình về cách nghe nhạc, về cách bắt nhịp hơi thở trong động tác và biên soạn một bài nhạc mượt mà và hợp lý. Ở Huế hiện nay, bộ môn nhảy hiện đại vẫn chưa phát triển mạnh mẽ, chỉ có một vài sân chơi nhỏ dành cho những ai đam mê. Câu lạc bộ Starfirst, nơi gặp gỡ của những bạn trẻ có chung đam mê với nhảy hiện đại. Mỹ Tâm đã dành khá nhiều thời gian và tâm huyết để lan tỏa bộ môn này đến các bạn trẻ có cùng sở thích. Từ dancer trở thành một huấn luyện viên thì mình đã gặp rất là nhiều khó khăn và mình đã phải nỗ lực rất là nhiều. Chính vì mình còn trẻ nên là cái nhiệt huyết và cái năng lượng của mình khi mình đem lại cho người khác là tối đa. Còn nhược điểm chính là vì sự trẻ ấy, nên là mình phải cần học hỏi rất là nhiều và gặp rất là nhiều áp lực. Và làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp thì mình cần phải trau dồi kiến thức của mình hàng ngày. Trải hết mình cùng vũ đạo, họ cùng nhau tập luyện, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm. Và hơn hết, đây còn là cách để mỗi người rèn luyện sức khỏe, giúp cho cơ thể dẻo dai, săn chắc hơn. Chính tinh thần hăng say và tràn đầy năng lượng của dancer Mỹ Tâm đã truyền năng lượng tích cực và sự hưởng thú cho các thành viên của câu lạc bộ. Ngay từ đầu mình không biết cái gì về bộ môn này mà chị Tâm đã giúp mình cải thiện kiểu mười hình dẻo dai hơn. 100% năng lượng của Tâm truyền qua cho mình, làm cho mình là cảm thấy mới chinh phục bộ môn đấy này. Mình được học những động tác một cách chuyên sâu hơn và học được các từ tin và biểu cảm ở trên khi mình trình diễn. Khi mà thông qua chị Tâm thì mình cảm thấy động tác được trở nên dễ dàng. 6 năm gắn bó với nhảy hiện đại, chặng đường không dài nhưng đủ để mang đến cho dancer Mỹ Tâm những trải nghiệm đáng nhớ của một thời tuổi trẻ. Và từ cô gái này, chúng ta như có thêm nhiều góc nhìn mới mẻ hơn về một thế giới trẻ luôn năng động, sáng tạo và chảy hết mình với những đam mê.